Cả nhà anh cảm xúc rất là dâng trào. Nói chung là không nói gì được cả. Chỉ biết là những ngày hôm ngày mới vui hơn Tết, chưa giờ thấy vui như hôm nay cả. Em thấy rất là tuyệt vời khi mà được đón đội tuyển về nước ạ. Đây có thể cảm nhận được sự nồng cháy của bản thân khi được tiếp đón đội tuyển về nước ạ. Cơ hội như này rất là hiếm hoi nên là không muốn bỏ qua. Vậy thì mình có một lời gì đó để gửi đến các cầu thủ U23 thì mình sẽ nói được điều gì ạ? Đầu tiên là chúc mừng các em, thứ hai là cảm ơn các em đã gây dựng được lại cái niềm tin và tình yêu đá dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta nói chung, và từ xưa đến giờ vào đội tuyển U23 nói riêng, hiện tại nói riêng. Ok. Thế thì sao? U23 vô địch tuyệt đối. Rất là xúc động và rất là vui khi mà đội tuyển của chúng ta đã giành được một cái kết quả rất là tốt ở cái giải đấu năm nay. Tôi nghĩ rằng không có không khí nào tốt hơn bằng cái không khí ở ngoài sân vận động như thế này. Cả nước hướng về đội tuyển. Ta ngồi ở nhà thì cũng không thể cảm nhận hết được cái cảm giác như ở ngoài sân như thế này. Vậy thì nhân dịp này thì gia đình mình có lời gì muốn gửi gắm tới các cầu thủ U23 Việt Nam ạ? Tôi muốn là các em luôn luôn mạnh khỏe và cái trình độ năng lực chuyên môn ngày càng tốt hơn để có thể chinh phục những cái giải đấu cao hơn. Và chúng ta hãy cùng hô to một khẩu hiệu gì đó được không ạ? Và chúng ta hãy cùng mình vào địch nhé. 1, 2, 3. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt